Tân đã có một đêm thi bùng nổ với thể loại Just Dance. Với sự giúp đỡ của các nghệ sĩ và vũ công đầy tài năng, 12 thí sinh đã mang đến 12 câu chuyện đầy màu sắc. 3 thí sinh đã lọt vào những nguy hiểm chính là Hiền Thanh, Minh Trang và Anh Khoa. Thí sinh Minh Trang có điểm nhảy rất tốt, nhưng số cân giảm chỉ có 0,7kg, tương đương 0,9 điểm. Điều này đã khiến Minh Trang không thể thoát khỏi vòng nguy hiểm. Đêm thi thứ hai khép lại trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người dành cho Minh Trang. Đêm nay, một thí sinh nữa sẽ phải chia tay với chương trình. Đó là ai? Đón xem bước nhảy ngàn cân đêm thi thứ ba ngay bây giờ. Xin được giới thiệu Nguyễn Thắng. Hạnh Tâm. Tí Lệ. Nguyễn Thắng. Anh Khoa. Thủy Tiên. Chào mừng toàn thể quý vị đến với chương trình Dance Your Head Off, bước nhảy ngàn cân. Bước nhảy ngàn cân là một chương trình dành cho những người nặng ký muốn giảm cân an toàn. Đặc biệt họ đến với chương trình để chinh phục giải thưởng 500 triệu đồng. Khi tham gia chương trình, họ sẽ được tập nhảy với các vũ công chuyên nghiệp, được tập thể hình với các vận động viên chuyên nghiệp, các huấn luyện viên chuyên nghiệp, và đặc biệt họ sẽ được ăn uống một cách an toàn, một cách khoa học với những thực đơn từ các chuyên gia dinh dưỡng của chương trình chúng tôi. Và mỗi tuần các thí sinh của chúng ta phải trải qua những đợt huấn luyện rất rất là đặc biệt, và đợt luyện tập lần này đã làm cho các thí sinh thật sự bất ngờ và rất mệt mỏi. Đó chính là thử thách bãi biển. Tuần này 11 thí sinh của chương trình đã rời thành phố Hồ Chí Minh để tới với thành phố biển xinh đẹp Phan Thiết. Ở đây, các thí sinh của chúng ta đã có một bất ngờ. Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn các bài tập thể lực trên bãi biển. Cố lên! Thử thách chạy trên biển thực sự rất là khó với mình. Phải chạy dưới nước vì sức nặng của nước rất là nặng, làm cho bước chân mình cảm giác như không thể nhấc nổi lên. Cảm giác sóng đánh vào, mỗi lần đánh vào như một cái cơn ác mộng. Đã mệt rồi còn dự kiến như vậy, bay qua những thanh xà mình lên không nổi, dướng vô cái thanh xà rất là nhiều, rất là đau. Mình sẽ rất là nặng, cứ kéo được một vòng đầu thì nhẹ, nhưng mà đến vòng thứ hai thì cát nó ở trong cái bánh xe làm mình không thể kéo được. Cái này là mình không ngờ là thêm một bài tập mới, đó là sáng sớm mình đi ra đồi cát. Khi mới chạy xong vòng thứ nhất đó là mình đã gần như là thở được không ra hơi. Ba vòng rồi, hai vòng nữa thôi, cố lên. Ngày hôm nay mới là ngày khắc nghiệt. Thật sự là cái nắng nó làm cho mình choáng đầu óc, chạy không nổi.
Bác Quân ơi. Em cảm thấy rất là khó khăn, nhưng mà em sẽ cố gắng tập thật nhiều để giảm cân. Coi cái đoạn băng vừa rồi mà cảm thấy toát mồ hôi. Em thấy là chương trình càng ngày là càng khó. Chính vì vậy nghị lực của các thí sinh phải rất là phi thường thì mới mong có thể chiến thắng được bản thân mình. Tuy nhiên khi tham gia chương trình, bằng tất cả sự nỗ lực, họ đã cảm thấy rằng uyển chuyển hơn và nhẹ nhàng hơn rất nhiều do họ giảm cân rất tốt. Và với chương trình lần này thì điểm cân nặng rất rất là quan trọng đối với các thí sinh. Nó chiếm tới 50% tổng số điểm. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại, điểm của thí sinh sẽ được tính như sau. Đó chính là điểm trung bình của ban giám khảo cộng với phần trăm cân nặng giảm được một tuần vừa qua của thí sinh. Và bây giờ chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bộ ba quyền lực trong chương trình Bước nhảy ngàn cân. Xin giới thiệu biên đạo múa John Huy Cường, John Huy thân mến. Chắc chắn là bây giờ anh phải gợi ý cho chúng ta cùng được biết được lựa chọn của anh về tiết mục xuất sắc nhất mà anh cảm nhận tuần qua. Anh rất là thích bạn Trang. Thì Trang cũng có một cái điểm cao, nhưng hơi tiếc vì cái cân nặng của Trang thì rất khó để xuống. Và tuần trước mình phải chia tay. Nhưng đối với anh rất thích cái bài của Trang tuần trước. Tuần rồi là Hưng thật sự ấn tượng với sự quyết tâm. Đối với Hưng đó là một cuộc lật đổ ngoạn mục của Minh Thảo sau những vòng nguy hiểm tuần trước. Và bây giờ xin mời anh Hoài Linh ạ. Cặp đôi Minh Thảo với Lâm Minh Hải, bởi vì bạn ấy đã vào vòng nguy hiểm ngay từ đầu. Và khi mà chúng tôi có một cái quyền trợ giúp để bạn ấy không bị loại, thì bạn ấy đã rất là cố gắng. Và tuần rồi thì tôi rất là ấn tượng với cái bài đó. Cho nên là mới chỉ là tiếc một người thôi. Còn để chọn ra một cái tiết mục thì không biết là em có đồng quan điểm với anh, với là anh Hưng không? Và Thảo thì thực sự làm rất tốt, nhưng mà mình cũng thích bạn Trang nhiều hơn. Vâng, Minh Trang ở nhà xem TV chắc chắn là rất cảm động với sự động viên của John Huy. Như vậy là anh Hưng và anh Hoài Linh thích cặp đôi Lâm Vinh Hải và Minh Thảo. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại đã dự đoán cặp đôi Lâm Vinh Hải và Minh Thảo. Và bây giờ, trước khi bắt đầu, chúng ta cùng nghỉ giải lao trong giải lát. Trở lại với Dance Your Fellow Bước nhảy ngàn cân. Và kính thưa quý vị khán giả xem truyền hình có thể bình chọn tiết mục của cặp đôi mà quý vị khán giả thích nhất. Nếu trùng khớp với ban giám khảo, quý vị sẽ có cơ hội nhận được 10 triệu đồng. Hãy soạn tin nhắn với cú pháp BN khoảng cách, mã số tiết mục gửi về 6370. Thời gian mình chọn được tính từ thời điểm kết thúc tiết mục đầu tiên cho đến kết thúc tiết mục cuối cùng. Và tổng đài của chúng tôi sẽ ngẫu nhiên chọn ra số điện thoại may mắn. Chủ đề của chúng ta kỳ này đó chính là điệu nhảy Latin. Rất là nóng bỏng, phóng khoáng, sôi nổi, trẻ trung và hiện đại nữa. Các thí sinh của chúng ta sẽ phải biểu diễn hai thể loại nhảy Samba và Cha-Cha-Cha. Và ngay sau đây xin được giới thiệu thí sinh đầu tiên. Họ chắc chắn không phải nằm trong top những người giảm cân không tốt. Xin được giới thiệu thí sinh Ngọc Sơn. Thử thách chạy trên biển thực sự rất là khó với mình. Phải chạy dưới nước vì sức nặng của nước rất là nặng, làm cho bước chân mình cảm giác như không thể nhấc nổi lên. Đoạn mà phải lên dốc, nó cần một cái sức lực rất là mạnh để có thể lấy đà để chạy lên. Mình có một cái thể lực tốt hơn các anh chị khác, nên mình nghĩ là mình có lợi thế là có thể làm được những động tác khó hay làm những động tác đòi hỏi sự dẻo dai. Thì mình nghĩ là đó là một cái lợi thế tốt cho mình. Áp lực hiện tại của mình bây giờ là làm sao để
có một bài nhảy tốt nhất, bởi vì tuần trước mình thể hiện bài thi của mình mà không được hài lòng cả ban giám khảo và cũng như chị Phạm Lịch, và tuần này mình đang bị áp lực bài nhảy về Latin, bởi vì thực sự đây là một bộ môn rất là khó mà mình chưa bao giờ được tiếp xúc cả. Mình thực sự rất là sợ những lúc mà chị khó chịu, đặc biệt là khi mà tập không được bài chị bỏ về và chẳng nói câu nào cả. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng, đôi môi cười hòa thắm, và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông chân, cho anh mơ mộng. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày những nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng ai. Sân khấu của chúng ta nóng bỏng hẳn lên, thật là sôi động phải không ạ? Và bây giờ hãy cùng hồi hộp nghe nhận xét của ban giám khảo nhé. Anh Hoài Linh ạ. Một cái mở màn rất là dễ thương, cái vũ điệu cũng khá là nóng bỏng và những cái động tác rất là khó. Và chú nghĩ là Sơn đã diễn rất là tốt bài này. Và cả con phải cảm ơn chị Lịch nè, cho con xô được cái phần múa bụng á. Nha, nhưng mà chú chỉ khen tuần này thôi. Bắt đầu từ tuần sau trở đi, con có khoe là bắt đầu con phải khoe mít, chứ con phải khoe mỡ nữa, nghe chưa? Nó phải nổi muối lên. Đó, như vậy là con mới giảm cân được. Chứ còn cục mỡ mà nó còn lúc la lúc lắc như vậy là nguy hiểm lắm đó con. Nha. Cảm ơn chú Hoài Linh ạ. À, giám khảo John Huy Trần. À, thì trong cái bài này, cái phần đầu là cái nhạc nó rất là mềm đúng không? Và xong cái phần 2 nó có một cái contrast, nó vô cái Brazilian Samba, xong tụi em lắc 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 và nó rất là đã. Nhưng mà hai cái cảm giác này anh thấy nó rất là tốt. Sơn, cái phần diễn của em tốt, nhưng mà giao lưu một tí xíu nữa với Lịch. Sơn ơi, vì Lịch diễn rất tốt, em phải cố gắng một tí xíu nữa giao lưu sử dụng nhau và cái tiết mục nó sẽ hay hơn. Câu này tôi nghe lạ lạ, giao lưu sử dụng nhau là sao? Là nhìn nhau. À, tức là giao lưu lẫn nhau chứ sao? Yeah. Giao lưu sử dụng nhau. Tức là giao lưu với nhau. Những động tác mà mình có thể... Ủa? Hồi nãy em nói cái ý khác. Anh đổi cái ý mà người Việt Nam tôi không hiểu luôn á. Với lại có cái này nè. Thực sự ra khi con bước á, là cái bước của con á, nó hơi nặng nề là bởi vì cái thân thể con như thế. Nhưng còn một cái điều nữa là tất cả những người mà nhảy dance sport là đều mang giày và gót hơi cao. Thành thử cái nhón chân như vậy nè, để cho con dễ lắc hơn. Còn cái này con đi chân không á, thành thử là khi mà con bước nó rất là khó. À, nhưng mà con đã cố gắng như vậy là chú khen con rồi. Vâng. Còn một giám khảo cuối cùng nữa rất là khó tính. Tôi thì không khó tính, tôi chỉ nói những điều rất thật. Theo quan sát của mình, tôi thấy những cái động tác trên bãi biển, trên nền nhạc cái này đó, riêng Sơn làm, nó chưa làm cho tôi thấy đã, thật đã. Có ý tưởng, có tất cả mọi thứ, nhưng vẫn còn một chút gì đó nó cho tôi thấy rằng là em đang cố gắng thuộc bài. Và em còn phải nó mạnh bạo hơn và chủ động hơn nữa. Có đúng một điểm rất là đặc biệt mà nó có thể làm xóa đi tất cả những cái lỗi lầm là cái phần lắc bụng của em. Nó hoàn toàn hợp lý trên đúng cái nền nhạc. Đó là rất duyên dáng. Vâng, xin cảm ơn. Và bây giờ số điểm ban giám khảo dành cho Ngọc Sơn. Hưng quyết định 6 điểm. 6 điểm.
Anh John Hy ạ. Cũng vậy, 6 điểm. Anh Hoài Linh. Tôi ngồi trong vàng này tôi già nhất. Tôi cho thêm điểm nữa, 7 điểm. Xin cảm ơn. Không có khó để mà biết rằng là có hai thí sinh rất được anh Linh cưng. Đó, lúc nào cũng được có thêm điểm ưu tiên, đó là Ngọc Sơn và Thủy Tiên. Tôi đoán chắc là như vậy, để xem nha. Em không nhận ra điều đó mà anh Hưng biết luôn. Họ hiểu nhau quá mà. Vâng. Điểm trung bình của ban giám khảo dành cho Ngọc Sơn 6,3 điểm. Chúc mừng bạn. Và bây giờ mời Ngọc Sơn bước lên cân để xem tuần vừa qua bạn giảm được bao nhiêu. Số cân cũ của bạn là 79,9 cân. Và số cân mới của bạn là rất tròn trịa, 77,9 cân. Giảm được 2 cân. Oh. 2 cân tương đương 2,5%. Vậy tổng điểm của bạn 8,8 điểm. Chúc mừng. Và ngay bây giờ sẽ là một thí sinh. Sau khi xướng tên, người này sẽ rất vui mừng. Bởi vì anh ấy là người cũng chịu nhiều áp lực một tuần vừa qua. Nhưng mà trước tiên chúng ta hãy hỏi Đinh Ngọc Diệp một vài câu. Ví dụ như là, cái sở thích của em là gì? Là nói chuyện với anh. Em đam mê nói chuyện với anh đến thế à? Dạ. Ngoài ra có gì nữa không? Em thích xem phim. Phim của Victor Vũ đạo diễn hả? Dạ, em thích xem phim có những tài tử đẹp. Tức là em thích những cái dạng mà diễn viên, mà cái nhân vật họ đóng là đẹp trai, công tử dạng vậy đúng không? Cái mẫu người của em là ai? Mẫu người của em, nếu mà ở Việt Nam là anh Đàm Vĩnh Hưng. Bạn xin lỗi, anh xin lỗi, em xin lỗi anh. Có một điều nó hơi bị cấn cấn nè. Em thích những người đẹp trai, cao rồi. Em thích đẹp trai, cao ráo, được nhiều người yêu mến, ga lăng, anh hào biết. Hoa, phong nhã. Ở điểm nào mà anh Hưng không có? Giang, anh cao hơn em đó. Cái đó chưa chắc. Cái chuyện gì chứ cái chuyện cao hơn thì chưa chắc. Nếu không tin ra đó liền gần xịt đây đi ra đó. Vâng, đây là tiết mục. Bỏ giày ra. Em cởi giày, em cởi giày, em cởi giày. Trời ơi, đổ miếng nữa kìa. Có cái này để cho nó cứng. Đây là chương trình làm nhục nhau trên sóng truyền hình. Có đó anh. Có cao đúng không? Hai người bằng nhau. Hai người bằng nhau đúng không ạ? Vâng. Xin cảm ơn anh Hương. Thôi mà, đứa nào cũng 1m67 mà làm nhục nhau chi. 65 mà. Ê mà chân em dài hơn anh Linh. Chân em dài hơn. Không, cái đó rõ ràng. Tôi hỏi nghe thiệt. Tất cả lỗi của em á gì bà? Em thích anh. Em thích anh, em yêu mến anh. Muốn nói chuyện với anh không chịu. Em hâm mộ Đàm Vĩnh Hưng, anh cũng không chịu. Bây giờ anh muốn gì? Anh chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em thôi. Và bây giờ, thí sinh tiếp theo. Đó chính là Anh Quang. Hôm nay mình được tập thể lực trên bãi biển. Đối với mình ấy, cái việc 5 giờ sáng phải dậy chạy trên một đồi cát, cảm giác nó đáng sợ hơn cả chạy marathon 5 cây của tuần trước. Thật sự là cái nắng nó làm cho mình choáng đầu óc, chạy không nổi, chân cứ lún xuống đất, mặt thì cứ lao về phía trước, lưng đang còn đau. Mình đang sợ là ảnh hưởng tới bài ca tinh sắp tới. Mình rất là may mắn khi được gặp với cả chị Thùy Vân. Chị Thùy Vân thì là người hiền lành. Có một vài lúc như cả mình bị lơ là thì chị ấy chỉ nhắc mình. Vân cũng không muốn trở thành một bà cô già mà khó tính hay chửi rủa này nọ. Nhưng mà cái sự lơ là không tập trung của anh Quang xảy ra rất là nhiều. Làm Vân rất là kiềm chế và cũng phải nhiều lần phải cáu giận với anh Quang. Cơ thể của mình là đang có triệu chứng là đang giảm rất chậm và đang chững lại. Thì nếu mà muốn giảm cân ở trong tuần này thì mình phải tập luyện gấp 2, gấp 3 lần các tuần trước thì mình mới có thể ép được xuống cân. Đây là nỗi lo duy nhất của mình ở cuộc thi sắp tới này. Yeah.
giám khảo đã đứng dậy vỗ tay cho các bạn. Thôi, tôi rất là phấn khích. Tôi xin được nói trước, tôi đã thấy được cái bụng thon gọn của anh Quang thẳng hơn và đỡ nặng nề hơn rất là nhiều. Đây là cách nhảy mà tôi thích nhất trên một cái bài hát, rất được người yêu thích như vậy. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Xin mời anh Trần Huy ạ. Anh thấy em là một người thí sinh thoải mái và tự nhiên nhất trên cái sân khấu này. Cái động tác trong cái bài này nhá, không có đơn giản, tốc độ rất là nhanh. Anh không có thấy em bị trượt, anh cũng không có thấy em bị mệt. Cái tốt nhất là em đang rất là vui vẻ trên cái sân khấu này. Và em làm cho tất cả mọi người cũng vui vẻ và chúc mừng em. Xin cảm ơn anh. Này á, chú hoàn toàn thấy con nó rất là gọn gàng. Những cái bê đỡ của con, những cái động tác khó mà thì chị Thùy Vân dạy cho con. Con đã làm rất gọn gàng và rất đẹp. Lấy điểm cao hay không là cái phần ở con giảm cân kìa. Chứ ở đây là thấy ai cũng gật gù hết rồi đó. Xin cảm ơn ban giám khảo. Và sau đây là số điểm đầu tiên từ anh Đàm Vĩnh Hưng. Vô cùng là hợp lý và nó xứng đáng nhận từ tôi điểm 8. Yeah. Điểm rất là cao. 8 điểm. Yeah. Và anh Linh chưa bao giờ cho thấp. Gài chứ gài. Và sau đây là số điểm, xin mời anh. Cái điểm của chú gửi cho con là 8 điểm. Quá tuyệt vời, 3 điểm 8. Và điểm trung bình của anh Quang là 8 điểm. 50% số điểm còn lại, mời bạn hãy khám phá ở chiếc cân đằng kia. Số cân cũ là 77,9 cân. Cân nặng hiện tại 75,8 giảm 2,1 cân, tương đương 2,7%. Và điểm của bạn trong tuần này là 10,7 điểm. Chúc mừng. Và thí sinh tiếp theo là một thí sinh dễ thương, xinh xắn, nhìn rất yêu. Vâng. Chính là Thủy Tiên. Đã là tuần thứ 3 rồi mà thật sự nhiều lúc cái cơn đói, cơn thèm của em vẫn còn. Nhiều đêm em không ngủ được. Nhiều lúc chỉ cần thèm ăn một cái đồ gì đấy ngọt ngọt hoặc mỡ mỡ một chút thôi là thật sự là rất hạnh phúc rồi. Nhưng mà trong đầu ấy cứ phân vân ăn, không ăn. Khó khăn của mình trong tuần này là cát ạ. Cứ hình dung lại cái cảnh mà mình chạy trên đồi cát rồi cát, cát. Trong đầu lúc nào cũng chỉ cát, cát. Lâm là một người rất là kiên nhẫn, nhiều khi dành thời gian cho em cảm thấy là thật sự là mình rất là có lỗi với cả Lâm. Bạn ấy phải nhảy với em một động tác mà đến hàng chục lần, có khi 50 lần mà em đầu óc em vẫn bâng, không thể tập trung nổi mà em vẫn quên sạch. Em cảm thấy là hai người kiểu điên đầu lên ý, mà lúc ấy em cảm giác đầu em nổ tung ấy, cho nên thật sự lúc ấy em cảm thấy rất là điên. Lên bao hình thì đầy một trang, ôi dễ dàng để đời ta tươi sáng. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kiếm cặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, em kiếm cặp với chị này và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào thông tin miệng đói cồn cào, ba hoa lời ra lời vào, một ngày mới nhau à, 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 à. Một ngày vội vội vàng đi qua. Thật bất ngờ.
Có lời khen cho Thủy Tiên, mặc dù là nhảy mà vẫn mang lại tiếng cười cho mọi người. Đó là điều hiển nhiên anh Đàm Vĩnh Hưng cười rất nhiều. Xin mời anh. Rõ ràng mỗi một tuần thì thấy sự cố gắng của Thủy Tiên nó rất là rõ nét. Anh nghĩ là chắc em thừa biết mình là thí sinh cân nặng nhất, chậm chạp nhất, và những cái động tác biểu hiện đều nó cũng không có lanh lợi như các bạn. Nhưng mà bài thi vừa rồi nó cho thấy là em cố gắng rất nhiều. Với một cái người bình thường với số lượng như vậy mà để ngã xuống xong rồi di chuyển cái thân mình mà không có một cái điểm tựa nào bằng tay hết để nhích nhích tới như vậy đó, rất là khó làm. Cái đó khó. Khó lắm, khó. Tôi bảo đảm khó, mà em đã tập luyện như vậy là em đã chấp nhận cuộc chơi và hy sinh bản thân mình nhiều lắm. Và Sơn Lâm thì khỏi nói rồi, quá xuất sắc, quá sắc nét luôn trong từng cái động tác di chuyển và bước nhảy của em. À, và các em tráo đổi cái vị trí cho nhau để có thể nhảy lên người, bê để hoặc là te, nó hoàn toàn ngược lại làm cho người ta xem cảm thấy nó bất ngờ. Chúc mừng các em. Xin mời anh cho anh Huy Trần ạ. Khi động tác em làm lúc ngồi xuống và hất cái người lên đó, cái đó rất là khó. Tại anh cũng dạy cái đó cho dancer chuyên nghiệp, xong một số bạn cũng không có làm được. Và em làm cái đó không phải là một lần mà hai lần. Cái động tác đó nó rất là khó. Em làm cái thấy khó không? Trước thì khó, bây giờ thì thấy bình thường ạ. Và sau này chắc dễ ạ. Và mỗi lần em xuất hiện trên cái sân khấu này, anh thấy cái sự tự tin của em và cái mạnh khỏe của em nó đang tốt hơn. Và nói về cái động tác nhá, cái tay và chân thì nó cũng sai sai một tí xíu, sai ở đây, ở bên kia. Thì tập trung về cái động tác nhiều hơn nữa. Nhưng mà cái điểm tốt nhất là em làm một cái tiết mục em rất là giải trí. Tôi nói với Trần Huy chút xíu. Ví dụ mời mốt á, họ có sai một vài chỗ thì em chỉ gom lại vậy đó. Em nói là mặc dù bạn có sai một vài chỗ nhưng mà tiết mục của bạn rất là giải trí. À, nghe nó nhẹ hơn là mặc dù em có sai ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, nó dồn lại cả rổ luôn rồi. Và trước tiên là tôi khen các bạn về cái chọn cái bài hát, nó đã mang tính giải trí rồi. Rồi thêm một cái người nữa là cái người biên đạo đó là Ngọc Tân, đã lựa những cái động tác rất là dễ thương. Còn về cái phần nỗ lực của các bạn thì khi mà Tiên bước ra thì Johnny có nói với chú Linh là thấy cô ấy bắt đầu mặt bắt đầu thon lại rồi. À, và cái điều mà Linh mong muốn là những cái tuần kế tiếp nữa thì Sơn Lâm sẽ làm một cú ngoạn mục là bế bạn ấy được. Nha, bế đỡ bạn ấy được. Cái đó là con mới là thành công nha Tiên. Anh ơi, tuần này đã làm được rồi mà tại vì bỏ đó. Chứ thực sự là trong bài tập là có mà tại vì bỏ. Bây giờ có thể làm được mà. Anh Giang là chim muông dài. Anh thấy là con khoan nghe là từ từ thủng thẳng. Chú cảm thấy rất là vui và làm cho chú cảm động. Đó là cái tình cảm của tụi con dành cho nhau trong lúc tập á, con lau chùi mồ hôi cho bạn. Dĩ nhiên là cái điều đó nó rất là nhỏ thôi, nhưng đối với chú nó cả là một cái gì đó nó rất là hay. Ở trong cái tình cảm bạn bè, trong cái tình sau này tình đồng nghiệp cũng thế. Chú đã yêu Tiên ngay từ buổi đầu tiên, thì cho tới giờ này chú vẫn nói là chú rất là yêu con và chú rất là thích cái tiết mục của con. Và số điểm ban giám khảo dành cho Thủy Tiên là, xin mời anh Trần Huy ạ. 6 điểm. Thì bài này thì dĩ nhiên là Tiên con không làm được bài anh Quang đâu. Nhưng mà điều con cái là về hình thể thì con lại có cái sự nặng nề hơn anh Quang. Nếu mà cho điểm phẩy thì chú chỉ cho xén xuống 50 thôi. Nhưng nếu không cho điểm phẩy chú cho bằng anh Quang luôn, 8 điểm. Như vậy là đúng như anh Hưng dự đoán là chính xác anh Hưng hả? Yeah. Yêu thích là cho điểm cao. Hưng hiểu anh ấy mà. Và điểm của Hưng là 7 điểm. Và như vậy, số điểm trung bình từ ban giám khảo là 7 điểm. Xin chúc mừng cặp đôi. Và bây giờ, xin mời Thủy Tiên tiến lên chiếc cân để xem bạn giảm được bao nhiêu cân trong tuần vừa qua. Số cân cũ là 116,6 cân. Cân nặng hiện tại của bạn 112,9. Cân nặng giảm 3,7 cân, tương đương 3,2%. Và tổng điểm là 10,2 điểm. Chúc mừng Thủy Tiên. Kính thưa quý vị, trước khi đến với thí sinh tiếp theo,
chúng ta cùng nghỉ giải lao trong giây lát. Cảm ơn toàn thể quý vị đã quay trở lại với chương trình Dance Your Fat Up, bước nhảy ngàn cân. Chúng tôi xin nhắc lại với quý vị là quý vị khán giả xem truyền hình dự đoán cặp đôi nào, tiết mục nào là tiết mục được ban giám khảo của chúng tôi yêu thích nhất trong tuần vừa qua. Nếu trùng khớp, quý vị sẽ có cơ hội mang về 10 triệu đồng. Hãy soạn tin nhắn với cú pháp BN, khoảng cách, mã số tiết mục, gửi về 6370 để có cơ hội nhận giải thưởng. Quý vị ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ thí sinh tiếp theo. Và đó chính là Chí Lễ. Mình được ra biển, mình tưởng là được vui chơi thoải mái với biển. Ai ngày mình phải chạy dưới biển. Mỗi lần nhấc cái chân lên khỏi mặt nước đã rất là nặng rồi. Còn gặp bị sóng đánh rồi dậm phải đá hoặc là vỏ sò dưới biển. Khắc nghiệt hơn nữa là chạy vượt kiến ngày vật trên cát. Chạy lên những cái đồi dốc mà chạy hoài nó không lên. Chạy bao nhiêu là cát lúng xuống bao nhiêu. Chạy lại cứ tụt xuống lại hoài. Có một cái áp lực nữa là một áp lực giảm cân. Càng về sâu trong chương trình thì cái bài nhảy thì nó càng khó hơn. Mình phải dành thời gian để mình tập nhiều hơn. Cho nên là cái thời gian tập gym hoặc tập thể hình của mình bị giảm thiểu lại. Từng này về cái Latin thì hầu như Lễ chưa biết về cái môn này. Nên khi nhảy cặp nhau còn gặp một rất là nhiều rắc rối. Đôi lúc là Lễ mất tập trung và thậm chí là còn làm cho Kim Anh bị chấn thương. Nói chung là Kim Anh rất là cố gắng để hỗ trợ tốt nhất nên cho mình hoàn thành cái bài nhảy này. Ban giám khảo. Lúc em bắt đầu thì anh thấy em cũng thoải mái và cũng vui vẻ và em cũng cười tươi. Và sau đó mình gặp một cái trượt là cái giày của Kim Anh rớt. Sau đó anh thấy em rất lo lắng. Em đừng lo, Kim Anh rất là chuyên nghiệp và em đang lo cho Kim Anh, nhưng mà em phải lo về cái phần thi của em, giữ cái sự cố gắng đến cuối bài nhé. Cảm ơn anh Trần Huy. Không sao đâu, biết đâu giám khảo Hoài Linh sẽ nhìn thấy được những cái nỗ lực tốt hơn ở bạn. Không, xin mời anh. Tôi nhìn thấy chứ. Trần Huy nói là đúng. Bạn phải cố gắng tập trung với cái bài của mình 100%. Nhưng về cái phần biểu diễn của các em á thì nó rất là dễ thương. Và cái ao rất là đẹp. Cái đẹp ở đây là tôi nhìn về cái dáng thế đẹp. Còn tôi không biết là bạn thù ai trong ba người này. Mà khi mà Kim Anh nhìn đó, chỉ thẳng vô cái bàn giám khảo mà mặt đăm đăm thì ghê lắm. Tôi không biết bạn ghét ai. Nhưng mà cái đó là phần của Kim Anh thôi. Dạ không, em chỉ yêu đó, chứ không phải em hận thù đâu. À chị hiểu rồi. Không, nhưng mà ánh mắt không phải vậy. Bây giờ là còn nụ cười chứ. Tôi thấy đàng hoàng bộ. Yêu. À chị bạn yêu à? Yêu gì mà nhìn như vậy rồi. Yêu tinh, chỉ yêu tinh. Ta không yêu tinh như này. Bạn chỉ yêu tinh. Thì ra vâng. Yêu tinh là người ngồi ở giữa đúng không?
ba con yêu tinh Monster. Vâng, xin cảm ơn anh Hoài Linh và anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Vâng, thật ra để mà đòi hỏi một cái bản lĩnh trên sân khấu thật là chuyên nghiệp khi mà gặp phải sự cố là điều rất là khó khi đối với các thí sinh. Thứ hai, về động tác của Lễ, 2/3 đầu bài đó rất gọn gàng, rất chuyên nghiệp, rất mạnh mẽ và dứt khoát, tuyệt vời. Sau đó thì có một vài nó bị lệch lạc như John Huy nói là hoàn toàn chính xác. Và cái ao giả là rất thông minh, hãy làm cho người ta hơi một chút xíu choáng ngợp, sau đó là đẩy người ta vào cái cảm xúc nữa, là cách chơi rất là tính toán, rất là thông minh. Anh thích cái kiểu đó. Về trang phục thì Tom Sự Tông là đúng ý tôi nhất rồi, tôi thấy chơi kiểu đó. Về cái dấu hiệu mà chấn thương á, nó vẫn còn trên đôi chân của Kim Anh, và cái chiếc giày nó rơi đúng vào cái phía chân bị chấn thương là điều rất là dễ hiểu, không có gì khó cả. Nhưng vẫn giữ được bản lĩnh, vẫn te, vẫn bê, đỡ, và vẫn làm cái vòng xoay nó một cách rất ngọt ngào. Theo anh mà ao, anh cũng sẽ chỉ thẳng mặt như vậy, với cái ánh nhìn nó thiêu đốt như vậy. À, thì ra hồi nãy là chỉ anh đó hả? Không, anh chỉ làm luật sư để bào chữa dùm cho cái động tác đó thôi. Chúc mừng các em. Cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Và bây giờ là số điểm đầu tiên từ giám khảo John Huy Trần. Thì anh chấm 6 điểm. Xin cảm ơn. Tôi gửi đến các bạn 7 điểm. Cảm ơn anh. Đó là lý do tại sao anh bắt tay với em. Anh quá hiểu anh ấy, và anh cũng không khác gì anh ấy. 7 điểm. Gàng ghê. Điểm trung bình của bạn là 6,7 điểm. Xin chúc mừng. Xin mời bạn bước lên chiếc cân phía trước. Cân nặng cũ 105,2 cân. Cân nặng hiện tại 102,9 cân, giảm 2,3 cân, tương đương 2,2%. Và tổng điểm bạn đạt được là 8,9 điểm. Xin chúc mừng. Hiện tại số điểm thấp nhất thuộc về Ngọc Sơn, 8,8 điểm. Và thí sinh có điểm cao nhất là anh Quang. Và sau đây là một câu chuyện tình yêu được tái hiện trên sân khấu ngay bây giờ. Một nữ thí sinh có rất nhiều cố gắng trong tuần qua. Đó chính là Hạnh Tâm. Tâm trạng đi biển thì ai cũng nghĩ là đi xả hơi rồi nghỉ dưỡng, đi spa, chứ ai đâu nghĩ là làm thể lực này nọ. Bắt mình chạy vòng vòng dưới biển, vừa chướng ngại vật, xong rồi lại còn kéo bánh xe. Nói chung những cái trò đấy thì mình chỉ nhìn ở trên TV thôi, chứ mình chưa chơi bao giờ. Nhưng mà cũng nhẹ thôi. Chỉ khó khăn về mặt tâm lý thôi. Tại vì cứ cảm thấy lười biếng là không muốn vượt qua. Thấy vui nhiều hơn là em thấy mệt. Tại vì được chạy chung với các bạn. Chốt lại là em thấy là sau 2 tuần thì có vẻ thể lực của em đã tăng lên khá là nhiều. Tuần này Latin xong, mù mờ, không biết gì hết. Chân tay thì luôn qua luôn cuống, đặc biệt là đùi khá mập nên là lúc di chuyển thì gặp rất là vấn đề, nhiều khó khăn. Từ những tập trước đã bị biên đạo la cái vụ mà di chuyển chậm rồi. Bạn ấy có một cái lợi thế giống tôi, đó là gì? Đùi to đang hot nhất hiện nay đó, trời ơi, di chuyển rất là khó. Mâu thuẫn lớn nhất của hai đứa có lẽ là do bị dư năng lượng quá nhiều và bị khùng quá nhiều, nên là đôi khi là không có tập trung vào được bài nhảy và phải biên đạo phải la rất nhiều thì hai đứa mới gom gom lại với nhau và tập được một bài. Right.
Xin mời anh Trần Huy Trần. Bài thì ổn định, an toàn mà chưa wow, thiếu cái wow. Đối với anh cần thêm lửa. Thật ra là trong bài này nó chưa kéo người xem tới cái đỉnh điểm mà ý đồ thì em đã muốn dàn dựng đó, và những cái động tác khó vẫn chưa thấy xuất hiện. Anh cần cái gì đó nó làm cho người ta ngạc nhiên hơn và thán phục hơn tuần trước nữa, đó là điều anh cần nhất. Xin mời anh Hoài Linh. Trần Huy thì thấy thiếu cái lửa, mà còn tôi cần cái gì đó nó vui hơn, có cái tính giải trí hơn một chút xíu nữa. Tôi nghĩ là cái phần mà lắc của các bạn nó không có thiếu. Và nếu mà mình ở dưới sàn mà mình lắc qua lắc lại làm cho nó sinh động hơn, cái bài này nếu mà các bạn thêm lửa, thêm cái phần nó vô nữa thì tôi nghĩ là cái bài này nó sẽ hoàn hảo. Và sau đây sẽ là số điểm đầu tiên từ giám khảo Trần Huy Trần. Thì bài của mình nó hơi nguội đúng không? 6 điểm. Anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Tôi cũng chọn số 6 để tặng các bạn. Và anh Hoài Linh ạ. Tôi cũng 6 điểm. Và số điểm trung bình của bạn là 6 điểm từ ban giám khảo. Đó chỉ là nửa chặng đường. Không biết là bi kịch hay là hài kịch đây. Xin mời bạn bước lên cân. Và sau một tuần nỗ lực, ký cân cũ là 95,7 cân và số cân mới là 93,7 cân. Giảm 2 cân, tương đương 2,1%. Tổng số điểm của bạn 8,1 điểm. Rất tiếc phải nói rằng là sau phần thi vừa rồi, số điểm của Hành Tâm hiện tại là thấp nhất. Và anh Quang vẫn là thí sinh có số điểm cao nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một thí sinh tiếp theo. Một thí sinh rất là đặc biệt của chương trình. Và đó chính là anh Kiệt. Tuần này mình rất là lo sợ vì những cái thử thách ngoài trời này, mà đặc biệt là thử thách trên biển nữa. Cái bánh xe rất là nặng, mà mình khi mình đeo cái dây vô mình kéo đi á, thì giống như là mình đang mang một cái gì đó trên người nó khoảng 100 kg. Nó rất là khó khi di chuyển, tại vì cái trọng lượng càng nặng thì trên cát nó càng lúng hơn. Tuần này trong cái thử thách Latin á, thì cái khó khăn với cô Kiệt gặp đó là chân. Tại vì chân của Latin rất là linh hoạt, những cái bước đi nó rất là uyển chuyển, mà người mình thì nó thô càng, nó cứng cỏi quen rồi, không có hợp với Latin chút xíu nào đó. Gặp những khó khăn như thế thì chị phải tập nhiều hơn. Cũng mong là tuần này bài diễn sẽ đem lại tiếng cười cho mọi người và được số điểm cũng khá cao từ ban giám khảo. Dạ, cũng khá mệt. Vậy thì chuẩn bị mệt thêm nữa đi, bởi vì ban giám khảo đang hồi hộp để đưa những lời nhận xét dành cho anh Kiệt. Xin mời anh Hoài Linh ạ. So với cái bài trước của Hạnh Tâm thì cái bài này các bạn lại đưa lửa vô nhiều quá. Đưa lửa quá nhiều. Tôi thích cái động tác mà Minh Thư biên đạo cho bạn là cái động tác mà đập tan mở bụng đó. Trời ơi, tôi thích dễ sợ. Pháp, 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 pháp. I like it. Nói chung là chút xíu thôi là có cái phần chệch choạc về nhịp ở phần giữa bài. Chỉ có một đoạn đó thôi. Đoạn rất ngắn mà các bạn lấy lại
cũng khá nhanh, không là cái gì to tát lắm đối với một cái bài mà các bạn rất là hoàn hảo và có cái ao rất là đẹp. Cảm ơn Phụng, em đã hỗ trợ hết mình cho Kiệt. Hy vọng là các bạn sẽ được điểm cao đó. Cảm ơn anh Hà Linh. Xin mời anh John Huy. Ừ. Xin mời John. Anh muốn nói trước không? Thầy nói trước đi thầy ơi. Dạ. Thì giống anh Hoài Linh vừa nói về cái động tác đó, trễ nghiệp một tí xíu, đó là tại cái phần chân của em nó phải chắc chắn hơn một tí xíu, nó đúng nghiệp thì cái phần hông và cái cơ thể nó sẽ đi theo liền nhá, và nó sẽ làm cái bài của em nhìn tốt hơn. Anh cũng hơi bất ngờ là 2 tuần trước em bị mờ trên sân khấu, và anh nhớ cái lần đầu tiên anh gặp em, anh gặp 12 bạn thí sinh, em là cái người anh thấy đầu tiên. Vì em là người cao nhất và cái tóc rất là đặc biệt. Hôm nay em xuất hiện và anh thấy em rõ ràng. Chúc mừng em. Cảm ơn anh. Vâng, cái vấn đề mà trong một cuộc chơi thí sinh lúc đầu đó thì có thể tỏa sáng và gây chú ý, nhưng sau đó mờ dần hoặc là không gây một cái điểm chú ý, điểm nhấn nào, là tôi gặp rất nhiều đối với cái thí sinh của đội mình. Có khi chọn bài, có khi là do cái năng lực của người đó là không đủ để có thể giống như mình hy vọng. Và với một cái thân hình như vậy, trọng lượng như vậy, đã có những bước di chuyển khó khăn và những cái động tác được đặt ra yêu cầu quá cao với một người như em, là tôi thấy như thế là một sự cố gắng nó hơn cả người bình thường rất là nhiều, rất là đáng khen ngợi. Tuy nhiên cái phần mà trễ nhịp đó, nó được gọi là nhạc cảm ở trong người mình. Nếu mình cảm nhận được á, mình bước một cái bước nó lệch tí xíu nào nhưng vẫn rớt đúng cái phách đó, thì nó sẽ làm cho không thấy, người ta thấy mình bị lệch nhịp. Đó là nhạc cảm trong người mình. Với anh Kiệt thì nhạc cảm vẫn còn yếu một chút xíu thôi. Tuy nhiên cái vấn đề bê đỡ và cố gắng động tác của em đã làm cho nó bài thi nó vui hơn, nó hấp dẫn hơn thì là có. Cái phần ao rất là đẹp và rất là nguy hiểm đó, mà em làm hoàn toàn một cách tự tin, nó kích thích được cái sự mà chú ý, và người xem cảm thấy một cảm giác hồi hộp, như đó có thể xóa tan được tất cả những cái sự mà trật nhịp hay là nhạc cảm yếu đi. Mình cũng không có trách được đâu. Như chúng tôi đây chuyên nghiệp đây nè, mà lên là nhiều khi còn quên tuồng, còn phải lấp liếm bằng những chuyện khác. Các bạn cứ cố gắng, nỗ lực hết mình. Em cứ nghĩ đây là một cái sân chơi để cho em giảm cân. Em làm sao cho em lấy lại cái body mình cho đẹp, cho nó nhẹ nhàng trong cái công việc mình làm hàng ngày ở trong nhà. Và ra đường mình tự tin, như thế là được. Vâng, cả ba ban giám khảo đều đã dành những lời động viên. Và bây giờ, xin mời ban giám khảo hãy cho điểm thí sinh anh Kiệt. Anh chấm em 6 điểm. Tôi thấy thí sinh rất là dễ thương. Cho điểm bao nhiêu cũng cúi đầu chào và ánh mắt không hề hận thù. Rất là tuyệt vời. Vậy là những cuộc thi khác là sau khi anh cho điểm thì thường hận anh lắm hả anh Hưng? Bây giờ thử coi cho điểm 4 coi sao. Ôi trời ơi. Thử đi. Anh 4 à, không đâu anh. Hưng rộng lượng hơn một chút xíu, Hưng chọn số 7 để gửi tặng các bạn. Cảm ơn anh Hải Linh ạ. Tôi cũng gửi đến em 7 điểm. Xin cảm ơn anh Hải Linh. Điểm trung bình của anh Kiệt 6,7 điểm. Mời bạn hãy khám phá nửa số điểm còn lại ở chiếc cân phía trước. Tuần vừa qua, anh Kiệt cân nặng 136,6 cân. Cân nặng hiện tại 133,3, giảm 3,3 cân. Phần trăm giảm là 2,4%. Tổng số điểm của bạn 9,1 điểm. Chúc mừng bạn. Em có muốn hỏi gì không? Không, từ nãy đến giờ không có muốn hỏi gì hết á. Vậy anh hỏi nha. Ok. Mình có thể hẹn hò với nhau được không? Anh đó hả? Anh cũng được mà. Thôi không ấy vậy đi. Dẫn em đi Brazil chơi đi. Là em thấy mấy bạn nhảy samba, cha cha cha, nóng bỏng quá. Lạc hậu. Sao vậy? Đâu phải qua tới Brazil mới coi được samba. Ở đâu? Ở đây thiếu gì? Anh bị điện giật hả? Thôi thôi, cái đó là gọi là samba chứ không phải là samba. Thôi được rồi, bây giờ không coi Trường Giang nhảy samba nữa, coi thí sinh nhảy samba mới là hấp dẫn. Một thí sinh vượt lên chính mình, thí sinh được ban giám khảo yêu mến nhất trong tuần qua, đó chính là Minh Thảo.
Cái hoạt động thể chất khủng khiếp nhất của mình trong tuần này, phải chạy bộ trên đồi cát. Khi mà bước lên chân mình nó lún xuống và mình phải đi như vậy, mình cảm thấy nó rất là mệt luôn, mình không thể nào thở nổi. Dù sao thì cũng phải cố gắng vì sự nghiệp giảm cân của mình. Tuần này là tụi Thảo sẽ làm thể loại Latin và Thảo và anh Hải đã chọn nhảy samba. Thì Thảo cảm thấy nó rất khó khăn vì vũ điệu samba thì nó rất là nhanh. Thảo phải mang giày cao gót để nhảy trong cái vũ điệu này, cho nên là đã bị rách chân. Khi mà cái chân mình nó miết xuống sàn á thì nó bị rách chân và chảy máu. Cảm thấy là anh Hải đã bắt đầu giữ lên một chút xíu. Anh không la gì mình hết, nhưng mà anh cần mình tập trung nhiều hơn. Cái khó khăn nhất của mình trong cái tuần này á là bởi vì trong khiêu vũ thì nam là phải dìu nữ, thì tụi mình tập có những lúc anh Hải đau lưng mình cảm thấy rất là xót. Tuần này thực sự là rất áp lực với mình với anh Hải. Không phụ lòng giám khảo yêu thích cặp đôi của bạn trong tuần vừa qua. Và bây giờ hãy nghe lời nhận xét đầu tiên từ giám khảo Trinh Hy Trần. Đây là cái wow. Em sẽ cho anh wow thêm một lần nữa. Wow. Mời anh. Mất biết nói tiếng Việt rồi. Minh Thảo. Thảo ơi, anh rất là anh tự hào. Anh tự hào với em vì em thể hiện một cái bài samba như vậy. Lúc đầu thì anh đang tính là ok, cái bài này sẽ hơi, có thể nó hơi nhảm tại vì em làm mấy cái động tác này. Nhưng mà cái phần lắc của em đó, nó là mấy cái động tác Macarena, nó nhìn hay. Thực sự mấy cái này nó rất là đơn giản, mà cái cách em thể hiện rất là máu, 100% hết sức hết mình. Xong vô cái phần thực sự là samba, cái nhạc trống, cái bài samba này nó đúng là một bài samba. Hải, em không có chìm lại cái bài này. Đây là thực sự một cái bài samba rất là hot. Và em trong cái bài này em rất là hot, em rất là sexy. Anh không có thấy cái đầy đủ của em. Anh thấy một cô gái tự tin. Anh thấy một cô gái rất là gợi cảm. Anh không thấy cái đầy đủ của em là thấy cái gì? Là cái đầy đủ, là cái con cái đẩy đà, là... đẩy đà. Không phải. Không có đầy ý. Không có đầy ý. Ý của Trần Huy ở đây là không cần biết Thảo dáng Thảo to như thế nào. Đối với Trần Huy là một sự mềm mại, uyển chuyển, mạnh mẽ, lửa. Đó đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Có anh đỡ rồi không? Đó rồi. Mai mốt đi làm show đâu, nhớ kêu anh đi anh thông dịch cho. Dạ, em nói tiếng Việt xong anh dịch tiếng Việt giùm em. Anh tự hào, anh rất tự hào, chúc mừng em. Chúc anh Huệ Linh ạ. Anh tự hào vì Thảo, nhưng anh không tự hào cho Nhi. Tại vì ngay từ đầu tiên khi mà ban giám khảo chọn cái cặp đôi được yêu thích á, thì anh ấy là nhất quyết có một người. Và mà người ấy đã đi, họ đã về, họ rời khỏi cuộc chơi. Đó là Huy rất là thương Trang, phải không ạ? Dạ. Là rất là mến Trang. Không, nhưng mà em cũng nói em
em thích cái sự cố gắng. Anh biết, anh biết, tâm là anh chọc em thôi. Dạ, dạ, dạ. Là em đã không làm cho anh thất vọng. Đây là bản thân anh nhé. Và có thể là tất cả những người khán giả đang xem em trình diễn. Bởi vì cái tuần đầu em rất là mờ nhạt và càng lúc em lại càng tiến bộ. Và ngày hôm nay em đã chứng minh cho mọi người thấy một điều rằng Minh Thảo có thể làm được. Em cũng phải cảm ơn cái người đứng kế bên em. Một cái người mà hết lòng vì bạn và hết lòng vì cái sàn diễn này nè. Hải đang rất là đau. Có những cái đau mà em đi trong hậu trường đôi khi anh em thấy còn xót xa cho em. Nhưng khi em lên, em hoàn toàn bỏ hết tất cả những cái gì đau đớn qua một bên. Em đã xem cái sàn diễn này như một cái thánh đường. Và lúc đó em chỉ biết em và người bạn diễn của em. Còn tất cả những cái gì xung quanh em bỏ hết. Đó là cái điều mà chúng ta cần nhất. Và lần nữa là cảm ơn Lâm Minh Hải và Minh Thảo. I love you. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Vâng, tôi cảm nhận rất là rõ cái sự xúc động trong cái những câu nói, cái chữ đại từ cuối cùng của những câu nói của anh Hoài Linh khi nói về cái sự hy sinh và nghệ sĩ tính cao độ của Lâm Minh Hải. Tôi cảm nhận điều đó. Tôi nói về phần của các bạn. Về trang phục thì theo tôi quá thông minh để có thể làm Minh Thảo đẹp hơn rất rất nhiều. Yeah. Về ánh mắt của Thảo trong phần biểu diễn ngày hôm nay đó, có thể lấy được 5 điểm của tôi luôn rồi. Về ánh mắt không thôi. Và tôi nghĩ là không cần phải giải thích gì thêm nữa. Tôi chỉ cần cái nói rằng là cho đến giờ phút này, bài thi này lấy được ở phía tôi 3 chữ: đỉnh, đỉnh, đỉnh. Đỉnh, đỉnh, đỉnh. Cảm ơn nhiều. Và bây giờ là số điểm đầu tiên từ anh John Huy Trần. Xin mời anh. Được yes, không? Yes, không? Yes. Ok. Yes. Mình ngồi đúng đây mà. Yes. Hai mà đồng ý không? Đồng ý không? Wow. Không, cái chuyện đó là được, được. Anh nói được là được. Dạ. Cứ vậy đi. Mà anh có đồng ý. Được mà. Vâng, xin mời giám khảo John Huy Trần. 1, 2, 3. Chia điểm. Oh, số điểm rất cao. Xin chúc mừng các bạn. Xin chúc mừng giám khảo. Điểm trung bình của Minh Thảo và Lâm Minh Hải là 9 điểm. Đó chỉ là nửa chặng đường. Tới cân đi. Rồi, Lãnh Cân, xin mời. Cân nặng cũ 86,8 cân. Cân nặng hiện tại 84,9, giảm 1,9 cân, tương đương 2,2%. Và tổng số điểm của Minh Thảo là 11,2 điểm. Wow. Xin chúc mừng Minh Thảo. Và trước khi đến với thí sinh thứ 8, chúng ta cùng nghỉ giải lao trong giây lát. Cảm ơn quý vị quay trở lại với chương trình Dance Your Head Up, bước nhảy ngàn cân. Cho đến thời điểm này, thí sinh cao điểm nhất là Minh Thảo và thấp điểm nhất là Hạnh Tâm. Và kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta chỉ còn 4 thí sinh nữa thôi. Hai người trong số họ là những người có phần trăm giảm cân thấp nhất tuần qua. Và dĩ nhiên họ đang rất hồi hộp và lo lắng. Anh làm em hồi hộp quá à. Thôi để giảm hồi hộp á. Anh cho em hỏi nhỏ câu này thôi. Đàn ông á anh, lúc mà đang yêu với sau khi kết hôn á, họ thay đổi không anh? Tình cảm thay đổi, khác nhau nhiều lắm. Đàn ông trước khi kết hôn thì thường đi mua hoa, sau khi kết hôn thì thường đi mua rau. Anh đã từng đi mua rau chưa anh Hưng? Tôi mua rau trước khi mua hoa. Rất gương mẫu. Không, cái đời đó là một đời bi kịch. Bi kịch anh? Tại sao vậy? Bi kịch. Tôi đã sống một cái giai đoạn đau khổ, bị hành hạ, rồi bị sai khiến nhiều. Sau đó đến mức độ, đến nỗi mà phải giật sập cái cuộc tình đó để bước qua một cuộc tình khác để mới đầu mua hoa. Rất đau khổ, bi đát lắm. Sao? Thỏa lòng chưa? Dạ rồi. Thỏa dạ chưa? Dạ, em biết được cảm tình, cái cách anh Hưng yêu như thế nào. Và trong tình yêu thì ảnh hết lòng ra sao. Như vậy là thỏa mãn em rồi, cảm ơn anh. Và thí sinh tiếp theo đó chính là
Anh Khoa. Mình thật sự là vẫn chưa có cái kinh nghiệm mà biểu diễn trên cái sân khấu lớn như vậy, cho nên là bị áp lực. Nói chẳng ra tuần trước là mình cuối bảng, cái phần thi của mình rất là tệ. Mình cảm thấy rất là áy náy và rất là quê. Nếu mà không nhờ cái số ký giảm là 2,7 kg thì không thể nào mà kéo Khoa ở lại kìa. Tụi mình có được ra bãi biển, chạy bộ trên biển, kéo bánh xe, cái bánh xe rất là nặng. Đi thì không nói mà khi kéo về thì cát nó bám vào ở trong vòng bánh xe rất là nhiều, khiến cho cái bánh xe nó càng ngày càng nặng, cho nên cái lực kéo tụi mình càng ngày càng giảm đi, thở không nổi nữa. Mình vẫn chưa biết chia cha là như thế nào, những cái thể loại Latin là như thế nào. Cái lực của hai người nó cũng rất là khác nhau. Mình thì rất là mạnh mẽ, còn chị Ốc thì có thể rất là nhẹ. Với lại cái phần nhảy của mình á, thì là việc phiên về hip hop, thì mình sẽ cố gắng không lọt vào top nguy hiểm. Anh Hoài Linh, chỉ có một cái đoạn mà Khoa cởi cái áo hip hop ra để bằng cái áo xanh này, thì cái lúc mà bạn ấy đi ra bằng một cái dáng mà dance sport đó, thì chưa có ra dáng lắm thôi. Ốc thì khỏi nói rồi, cô ấy diễn thì thôi tuyệt vời rồi. Mà có lời khen Khoa là Khoa cũng đã theo được cái thần thái của chị Ốc. Và đó là một sự nỗ lực và sự cố gắng. Cảm ơn anh Hà Linh. Thì cái phần out nó hơi trễ một tí xíu, mà đối với anh là không sao lắm. Tại nguyên cái bài anh thấy nó rất là tốt. Cái phần đầu lúc Khoa em đang nhảy hip hop thì đúng, không cần nói gì về cái khả năng hip hop của em, tại nó rất là chất. Xong anh hơi lo lắng và đang nghĩ là ok, chừng nào mình sẽ thấy mấy cái động tác cha cha. Nhưng em với chị Ốc thể hiện cái phần cha cha rõ và chắc và tốt và mạnh. Và giống cái trang phục của tụi em nó rất là sáng, và cái bài này em làm nó rất là sáng. Một cái góp ý một nhỏ xíu, mấy cái động tác tay nó có cái đầu, cái phần đầu mà cái kết nó chưa rõ ràng nha. Thì chắc ở đây nữa xong nó phùm, phùm nó sẽ đẹp hơn nha. Nhưng mà cái bài, dạ. Thật sự là chị Ốc ghi nhận sự nỗ lực của Khoa, bởi vì bây giờ Khoa làm được như vậy đã là tốt lắm rồi. Chứ lúc đầu là Khoa dày không? Đúng. Dạ dày không đó, nhưng mà bây giờ là nó đã giãn ra rồi. Nhưng mà cái bài này anh rất thích. Cảm ơn anh Trần Huy ạ. Thứ nhất, trang phục rất là đẹp. Tôi thích ngắm nhìn bề ngoài lắm. Thứ hai là ý tưởng tốt lắm. Một cái sự pha trộn hai phong cách nhảy trên cùng một nền nhạc là một sự đặc để rất là thông minh. Khi cô Ốc Thanh Vân vào vai một cô gái chuyên nhảy dance sport và có vẻ gì đó rất là xem thường hip hop, những đồ chơi modern đó. Nhưng mà sau đó thì anh ấy đã yêu đến mức độ mà phải tập nhảy dance sport để hòa cùng với cô gái ấy, và bản thân cô ấy cũng đã thử những động tác của hip hop trên trang phục của dance sport, và cho thấy rằng cái sự hòa hợp và tính toán của các bạn là rất là tuyệt vời. Tôi là thấy cái ao vừa và cái chân của Ốc Thanh Vân rất là đẹp, nó thẳng bắn mà nó chỉ mũi nhọn như này nè.
Đó. Ánh mắt của em giữ lâu hơn, không vì một yếu tố nào, vì khán giả vỗ tay quá nhiều hay là vì sợ hết nhạc mà bỏ xuống sớm, vẫn giữ một sự tính toán rất là chuẩn xác để mà thấy là cái nghệ sĩ tính trong phòng biểu diễn của em nó cao độ đến mức độ nào. Anh mong là ở phòng sau nữa sẽ nhìn thấy được một sự tròn trịa và tuyệt vời giống như là Minh Thảo đã từng rơi vào nguy hiểm và đã có câu trả lời cho ban giám khảo là như thế nào. Ha. Cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Và số điểm giám khảo dành cho anh Khoa. 7 điểm. Anh John Huy. 7 điểm. Và anh Hoài Linh. 7 điểm. Điểm trung bình của giám khảo dành cho anh Khoa là 7 điểm. Chúc mừng bạn. Nửa số điểm còn lại đang chờ đợi ở phía trước. Hai bạn hãy cùng bước lên. Cân nặng cũ 100,9 cân. Sau một tuần nỗ lực, cân nặng hiện tại 97,4, giảm 3,5 cân, tương đương 3,5%. Và tổng điểm là 10,5 điểm. Xin chúc mừng. Chúc mừng anh Khoa. Và bây giờ sẽ là những cảm xúc vô cùng lo lắng ở phía sau phòng chờ. Hai trong số họ đang là hai thí sinh nguy hiểm bởi vì có phần trăm giảm cân tệ nhất tuần vừa qua. Chúng ta còn Nguyễn Thắng. Nguyễn Thắng, Huyền Thanh và Ánh Nguyệt. Vâng, thí sinh tiếp theo chính là Nguyễn Thắng. Yes, đây chính là tuần của mình. Tuy nhiên, điều này có gây cho mình một số áp lực bởi vì nó là thế mạnh. Nên ban giám khảo và khán giả sẽ có cách nhìn có một chút khắc khe hơn đối với cả mình. Nên là mình cũng cần phải trau chuốt hơn về cái phần diễn xuất. Trong tuần này thì mình có một áp lực rất là lớn. Bọn mình được đến bãi biển thì lúc đầu bọn mình tưởng là được nghỉ dưỡng. Nhưng mà cuối cùng là phải tham gia các hoạt động thể lực chạy ở trên biển. Mệt lắm. Xong rồi dẫm phải vỏ sò, xong rồi bị sóng nó đánh. Thì bánh xe rất là nặng. Cứ kéo được một vòng đầu thì nó nhẹ. Nhưng mà đến vòng thứ hai thì cát nó trong cái bánh xe làm mình không thể kéo được. Chạy cát thì quả thật là kinh khủng hơn. Mỗi một bước chạy thì chân mình lún xuống vì bọn mình rất là nặng. Xong rồi lưng thì đau vì mỗi lần phải leo dốc. Tuần trước thì mình chỉ giảm được 2,5% số cân. Tức là cơ thể mình đã bắt đầu không còn giảm cân nhiều như tuần đầu tiên nữa. Bắt đầu có sự chững lại. Vì thế nên tuần này quyết tâm điểm giảm cân của mình sẽ phải được 3 điểm. Let's hook tonight. Turn up this mother. Hy vọng rằng ban giám khảo sẽ có những nhận xét rất là tích cực dành cho bạn. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Từng nốt nhạc một, từng câu hát một, Thắng đã thể hiện rất là rõ cái đam mê và cái sự tự tin của mình ở trong phần thi này. Ánh mắt rất là lạnh lùng, rất là sắc sảo, mặc dù bài hát này nó sôi động. Tôi thấy là càng về sau, các bạn càng nỗ lực rất rất nhiều. Khi mình gần tới cửa chết đó, thì mới bắt đầu mới. Và cái sự sống còn đúng không? Nó cao độ đến mức độ nào?
nhìn bạn xoay bên này, bạn nhìn bên này, bạn xoay bên này, bạn nhìn bên này, nó rất là đủ điểm của một người nhảy dance sport chuyên nghiệp. Đối với tôi là bài thi này hoàn toàn xứng đáng để nhận những tràng pháo tay to nhất. Cảm ơn anh Đại Vĩnh Hương. Xin mời anh John ạ. Cái khó trong cái bài này siêu khó, rất nhanh, rất là nhanh. Đây mình chỉ không phải nói là một cái bài cha cha bình thường, đây là một cái bài chất lượng rất là cao và em làm cái điều đó rất tốt. Cảm ơn anh John. Nhưng giờ anh sẽ nói mấy cái anh không thích trong cái bài này. À, không có gì để nói. Chắc sợ lắm đấy không? Chuyên gia biết rồi, bữa nay biết diễu rồi đó. Cảm ơn giám khảo John Huy Trần và xin mời anh Hoài Linh. Tôi chỉ ghi đúng có 6 chữ, tức là thêm một bài hoàn hảo nữa. Wow. Xin cảm ơn anh Hoài Linh ạ. Và bây giờ sẽ là số điểm đầu tiên từ anh John Huy Trần. Giám khảo của chúng ta đang phân vân. Anh John Huy Trần chưa biết cho 9 hay 10 hả anh? Tôi hy vọng vậy. Dễ thương quá mà. Thank you, thank you. Cho anh nói trước cho. Dạ. Anh muốn trong những tuần kế tiếp em có những cái ngoạn mục hơn, không phải cái sở trường của mình. Và anh dành cho em 8 điểm. Cảm ơn Hà Linh. Mời anh John Huy. Thì đúng anh nói cái bài này tuyệt vời. Và cái cảm giác của anh là đến cái wow, anh rất muốn, rất cần. Chưa có, nhưng mà cái điểm anh chấm cho em cũng cao, 8 điểm. Là cao rồi đấy ạ. Dạ. Về những sự mà gần như là chuẩn xác của bạn thì không hề khó để lấy điểm 8 từ tôi. Xin chúc mừng. Điểm trung bình của bạn là 8 điểm. Xin chúc mừng bạn. Và một nửa số điểm còn lại, hai bạn hãy cùng dìu dắt nhau đi đến chiếc cân mộng mơ ở đằng trước, và biết đâu đó là màu hồng đang chờ hai bạn ở đó. Cân nặng cũ 91,1 cân, cân nặng hiện tại 88,9, giảm 2,2 cân, tương đương 2,4%, và số điểm tuần này 10,4 điểm. Xin chúc mừng. Chúng ta còn hai thí sinh trong phòng chờ và bước ra ngay bây giờ, đó chính là Ánh Nguyệt. Đối với mình cái khó khăn nhất đó là thử thách vượt qua chướng ngại vật. Cái trọng lượng của mình và cái cát ở dưới mình không có một cái sức độ bật nào hết. Nhảy vượt qua chướng ngại vật đó thì mình có bị té, chỉ bị bong gân nhẹ thôi. Mình không ngờ là thêm một bài tập mới, đó là sáng sớm mình đi ra đồi cát. Khi mới chạy xong vòng thứ nhất đó là mình đã gần như là thở được không ra hơi. Tới vòng thứ ba là mình chóng mặt và mình say sẩm mặt mày. Từ từ rồi mình cũng lấy lại được sức. Cuối cùng mình cũng hoàn thành được tất cả nhiệm vụ đã được giao. Điều đó mình rất là mừng. Vòng eo của mình thì không có được nhỏ nhắn như những thủ công hay là những người nhỏ con. Cái người bạn nhảy cũng khó khăn để đỡ mình lên. Vòng eo mình to, nó không có độ bám, nên ra khi như vậy thì nó như là bấu vào thịt của mình vậy á. Để đỡ mình lên thì cái vòng eo của mình gần như là tím lớp. Nhưng mà vẫn phải tiếp tục, bởi vì mình muốn mình hoàn thành bài nhảy là tốt nhất. Ngày tháng qua đi
Và bây giờ chúng ta hãy lắng nghe lời nhận xét đầu tiên. Nguyệt ơi, anh nghĩ đây là cái bài chúng tôi đang mong chờ về em. Vì hai tuần trước mình cũng thấy cái khả năng của em, nhưng mà chưa thấy hết cái khả năng của em. Và hôm nay trong cái bài này nhảy với Đình Lộc, em là một người khác. Em mở ra, anh thấy rõ ràng cái khả năng của em. Wow, đây là wow hai hôm nay nè. Hai cái wow. Wow thứ hai hôm nay. Và cái thông điệp trong cái bài này là lúc bắt đầu là hai người lớn tuổi, and sau đó xé đồ, xong anh chưa hiểu lắm. Nhưng mà có mấy cái điểm nhấn là lúc Lộc đau lưng và Nguyệt đấm lưng đó. Anh rất là thích cái thông điệp đó, vì mình nói là âm nhạc và nhảy múa nó trong cái người, nó trong con người của tất cả mọi người. Cái phần chân một chút xíu vấn đề lúc em bước mạnh hơn một tí nhá, mạnh hơn và chắc hơn. Nhưng mà lúc em đá, cái chân của em giống hai cái gì, cái pháo hả? Võ sư mà, võ sư là gì? Võ sĩ mà. Đúng rồi, taekwondo hay karate vậy? Taekwondo. Đây gì? Dạ, nhất đẳng à. Nhất đẳng. Được huy chương của quốc gia đó anh. Ok. Thì mấy cái phần đá chân của em mình thấy rõ ràng, rất là mạnh. Thì em phải áp dụng cái cảm giác đó trong cái bước chân của em thì cái bài nó sẽ hoàn hảo hơn. Nhưng mà chúc mừng em, vì hôm nay mình được thấy rõ ràng em là ai. Xin cảm ơn anh Johnny. Xin mời anh Hoài Linh ạ. Thật sự ra thì tôi cảm ơn Đình Lộc trước. Bởi vì ngày hôm nay bạn đã tạo lửa cho Nguyệt rất là nhiều. Và ngày hôm nay thực sự ra Nguyệt đã tỏa sáng, và như Huy nói, em đã mở ra. Em đã mở ra cho mọi người thấy rằng cái khả năng của em, cái khả năng khiêu vũ của em nó có và nó nằm tiềm ẩn, và ngày hôm nay đã được mở. Trong những tuần kế tiếp em sẽ làm cho mọi người phải wow. Huy nói nhiều lần hơn nữa, và chúc mừng cái bài biểu diễn của hai em trong buổi tối hôm nay. Cảm ơn anh Hoài Linh. Và bây giờ là những lời khen từ anh Đàm Minh Hưng. Sao mà lại nói vậy? Tôi phải nhận xét cho chính xác. Rất là dễ dàng thấy một cái sự cố gắng vượt bậc luôn của Nguyệt. Nó rõ ràng lắm. Có cả sự kết hợp của võ thuật trong âm nhạc và khiêu vũ nữa. Đây là điều lợi thế của Nguyệt. Khi mà đá chân cao như vậy, trên một cái sức nặng về cơ thể như thế, với một đôi guốc nhỏ xíu như thế, thì đó là điều không phải dễ làm tí nào. Đấy. Và rất đáng khâm phục. Và ngày hôm nay Nguyệt đẹp lên rất là nhiều. Điều này các bạn có thể thấy rằng là khi mình giảm cân mình sẽ còn đẹp hơn nữa, lung linh hơn nữa. Cho nên Hưng hiểu rằng là đối phụ nữ, khi đã ở vào cái lứa tuổi mình đã có con, có gia đình, cái việc giảm cân là điều nó khó, kinh khủng khiếp. Khó lắm luôn. Có khi cả tuần chưa xuống nổi nửa ký nữa cơ. Đó. Mà các bạn đã làm được cái điều này phải rất là đáng khen. Chính vì vậy mình phải cố gắng hơn nữa đi. Mình đã đi được tới giờ phút này rồi, mình đã có một bài thi tốt. Mình làm sao để luôn cả cái phần mà giảm cân á, nó đừng đẩy mình ở nằm ở vị trí sâu như thế này nữa. Không còn gì để nói nữa, rất tuyệt vời. Cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Và bây giờ mời Nguyệt bước lên cân. Cân nặng cũ Ánh Nguyệt 90,5 cân. Cân nặng mới 89,2 cân. Giảm 1,3 cân, tương đương 1,4%. Và kính thưa quý vị, như anh Đàm Minh Hưng đã chia sẻ, giảm cân đối với một người bình thường đã là khó, huống hồ gì là đối với những người đã có gia đình, đã sinh em bé. Điều đó khó gấp 100.000 lần. Chúng tôi ghi nhận điều đó và ghi nhận sự nỗ lực của Ánh Nguyệt trong tuần vừa qua. Và chúng ta chỉ còn một thí sinh duy nhất đang ở phòng chờ. Thí sinh này đã bị đau chân ở tuần trước, và bạn ấy là thí sinh đã 3 lần rơi vào nhóm thí sinh nguy hiểm. Vâng, xin được giới thiệu thí sinh Huyền Thanh. Tuần trước là trước ngày biểu diễn một hôm thì do mình không cẩn thận là bị gãy gập cái cổ chân vào, khiến cho chân của mình nó bị bong gân. Trong 2-3 ngày đầu nghỉ ngơi để dưỡng thương thì cơ thể mình thường xuyên là cảm thấy đói và cảm thấy rất là thèm ăn. Thì mình lo lắng rằng là số cân của mình không những không giảm được mà có thể là sẽ bị tăng lên. Khi mà nhìn thấy các bạn hoạt động ở trên biển, mình thấy các bạn rất là vui. Mình ngồi mình như thế mình rất là buồn.
Nhưng khi hôm nay mà có tham gia hoạt động ở trên đồi cát thì mình cũng có xin tham gia. Nhưng khi ra được đến nơi, leo được lên 1/3 đồi thì mình quá mệt nên mình đã xin ngồi nghỉ. Trong cái quá trình mà đi lên trên đồi cát này, do cái chân phải mình bị tổn thương nên là mình phải dồn hết lực vào chân trái. Cái khớp gối bên trái nó lại có vấn đề. Đang thực sự là nghiêm túc, mức độ la mắng càng ngày càng tăng theo từng tuần tập. Như là tuần thứ nhất thì rất là nhẹ nhàng, nhưng mà đến tuần này thì lao quá trời. Nào không phải như thế, không được tập sai rồi tập lại 100 lần. Thì Thanh nhiều khi mệt hay mệt quá rồi hay bị chấn thương này nọ, cho nên Quang Năng rất là dễ bực mình với hay la lắm. Không hiểu sao, lúc mình đang làm bằng thế Thanh thì vui lắm. Thế như kiểu là mình có một cái người mà bắt nó thực sự là, người ta thực sự là nhiệt huyết, nhiệt tâm. Và bây giờ mời nhận xét từ anh Hoài Linh ạ. Quang Đăng mới bước ra tôi tưởng Đàm Vĩnh Hưng chứ. Thiếu thêm mấy cái hột nữa là Đàm Vĩnh Hưng rồi. Bởi anh này anh thích dây nhợ rồi này nọ dữ lắm. Con bôi keo xong rồi con quăng hột sạc vô cái nó dính vô là ổng á. Khi mà hai người diễn thì tôi thích nhất là cái phần đầu tiên là tôi thích về cái phần thần thái. Các bạn diễn cặp mắt rất đẹp. Đang dựng cái bài này cũng khá là mạo hiểm. Bởi vì chân của Hiền Thanh là đang đau. Mà con dựng cái bài này thì thấy khá là mạo hiểm. Nhưng mà Thanh cũng đã cố gắng rất là nhiều. Lúc mà Thanh xoạc cái chân ra đó là anh rất là lo. Nhưng mà em vẫn làm rất là gọn gàng. Nói chung là tôi thích cái bài dựng này. Và kể cả cái cách của các bạn diễn nữa. Cảm ơn anh Hải Linh ạ. Xin mời anh Trang Huy. Anh đánh giá cao về cái sự cố gắng của em. Nhưng cái này hơi khó tại vì anh rất thích em. Và nói như vậy thì anh không muốn nói nhưng mà anh phải nói. Cái phần đầu lúc hai bạn đang diễn với nhau thì mình thấy rõ ràng rất là ấn tượng. Nhưng nếu mà nói về cái động tác thì cái kỹ thuật trong cái phần basic của Samba chưa rõ ràng. Một cái basic là cái động tác karaoke thấy nó chưa đều và nó chưa chắc lắm. Nó chưa chắc lắm xong nó làm anh có một cái cảm giác là chưa tới. Và sau đó thì một cái vấn đề là anh thấy Đăng nhiều hơn. Nhưng mà trong một cái chương trình như vậy anh muốn thấy Thanh nhiều hơn, nổi bật và tỏa sáng nhiều hơn. Thì anh hơi thất vọng về cái bài này. Đúng như anh Hoài Linh nói và cho anh Hoài, cái bài này đang dựng rá mạnh bạo và những cái động tác từ Đăng rất là đẹp, rất là quyến rũ. Từ một chàng trai ở thành phố đến đây để mà bị cô gái trong rừng xanh khống chế như vậy. Huyền Thanh thì hôm nay có một cái chút xíu lúng túng
khi bước chân nhảy của em di chuyển liên tục ngày nào, bây giờ khi mà được Quang đang dẫn đi đó thì nó không được linh hoạt như những tuần trước đó, nhất là phần ao. Nó đang gặp một cái sự cố gì nhỏ lúc đó đó, về nhịp, về tất cả mọi thứ nó bị rối một chút xíu phần ao thôi. Không biết là do chân của em đau hay là do cái phần thi của mình thể hiện thế nào đó, nó đuối dần về phần của Huyền Thanh, nó kém màu hơn về tuần trước một chút xíu. Và không sao, đó chỉ là những nhận xét rất là chân thành của giám khảo để giúp cho bạn. Nếu như ở lại với chúng tôi vào tuần sau thì hãy cố gắng thật nhiều hơn. Và xin mời bạn hãy cùng bước lên chiếc cân. Số ký cụ của Huyền Thanh 73,7 và hiện tại là 72,5. Như vậy là giảm được 1,2 ký, tương đương với 1,6%. Xin mời Huyền Thanh quay trở lại sân khấu ạ. Chúng tôi cũng xin được mời thí sinh vừa trình diễn với chúng ta ở tiết mục trước. Xin mời Ánh Nguyệt và xin mời Hạnh Tâm cùng bước lên sân khấu. Thưa quý vị khán giả, hiện tại Hạnh Tâm là thí sinh có điểm thấp nhất 8,1 điểm và thí sinh Ánh Nguyệt có phần trăm cân nặng giảm 1,4%. Xin mời điểm của anh Hoài Linh. Thật sự ra ngày hôm nay Nguyệt đã có một cái điểm tựa an toàn là cái người partner chuyên nghiệp. Ngày hôm nay với cái sự nỗ lực đó của em cộng vào cái phần trình diễn rất là ăn ý của hai người, anh gửi đến Nguyệt 8 điểm. Xin chúc mừng bạn giám khảo John Huy. Đúng là nói đây là cái ngày đầu tiên mình thấy cái khả năng của bạn Nguyệt, và anh hy vọng là trong mấy cái tuần tiếp theo nếu mà em được ở lại và đi xa, mình sẽ thấy thêm mấy cái bất ngờ. Vì đó anh chấm em 7 điểm. Điều quan trọng, vô cùng quan trọng luôn, nó sẽ cứu được mình chính là sự giảm cân của mình. Nó giữ mình lại ở cuộc chơi này và nó giữ mình đẹp hơn nữa trong tương lai, trong mắt của người thân của mình, người yêu của mình. Nên là cố gắng nhiều lên đi, nó có thể làm tụi em mệt đó, nhưng không chết đâu. Điều này anh muốn gửi đến tất cả mọi người, từng câu nói và từ tận đáy lòng của mình là như thế. Cái cách kể chuyện của các bạn ngày hôm nay cùng với Lộc nó cũng khác hơn mọi người. Nó đưa từ người ta từ hiện tại quay ngược trở lại quá khứ. Đó là cách kể chuyện thông minh và văn minh của những người làm nghệ thuật. Và tôi chọn con số 8 để gửi tặng các bạn. Cảm ơn Đàm Vĩnh Hưng. Điểm trung bình ban giám khảo dành cho bạn là 7,7 điểm. Tổng số điểm của bạn trong hôm nay là 9,1 điểm. Chúc mừng bạn. Vậy có nghĩa là Ánh Nguyệt đã an toàn. Xin chúc mừng Ánh Nguyệt. Hiện tại Hạnh Tâm đang có tổng số điểm là 8,1 điểm và Huyền Thanh có 1,6% giảm cân. Bây giờ sẽ là thời khắc quyết định. Số điểm của Huyền Thanh sẽ được đưa ra ngay bây giờ từ giám khảo đầu tiên. Xin mời anh John Huy Trần. Và với Thanh thì cái điểm anh chấm trong cái bài này là 6 điểm. Cảm ơn anh. Và xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Anh John thì nổi tiếng là người chấm khó nhất và điểm của anh lúc nào cũng thấp nhất. Ngay từ đầu thì tôi cũng đã chọn cái hình ảnh là luôn luôn dễ thương trong mắt thí sinh. Nên tôi chọn số 7 gửi tặng em như khuyến khích. Cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Và xin mời anh Hoài Linh ạ. Tôi thì quan sát theo cái cách nhìn của một khán giả, cách nhìn của một người thưởng thức, và tôi gửi đến cho Thanh là 7 điểm. Cảm ơn Hoài Linh ạ. Điểm trung bình của ba vị giám khảo dành cho Huyền Thanh là 6,7 điểm. Và tổng điểm của Huyền Thanh ngày hôm nay đó chính là 8,3 điểm. Chúc mừng Huyền Thanh là người ở lại. Và rất tiếc phải nói lời chia tay với Hạnh Tâm ngay trong đêm hôm nay. Thank you.
điều gì chia sẻ với chương trình hay không? Cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện có một cái sân chơi cho tất cả các bạn cũng có thể vừa thể hiện bản thân của mình mà cũng như là vừa có được động lực để giảm cân. Cũng như cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn MC và tất cả các bạn thí trong nhà chung đã trải qua 3 tuần rất là vui vẻ và thân thiết với nhau. Thật ra nếu mà bị loại thì buồn, là chỉ nghĩ là xa các bạn thôi. Cảm ơn các bạn khán giả và những cảm ơn biên đạo Minh Thiện và partner Anh Huy cũng đã hỗ trợ và giúp đỡ mình rất là nhiều trong chương trình. Thì mỗi tuần thì cũng sẽ có người đi hay ở thôi, nên là mọi người cũng đừng có buồn nhiều, buồn theo. Một tràng pháo tay cho Hạnh Tâm. Xin chúc bạn luôn luôn nỗ lực phấn đấu và tiếp tục giảm cân tại nhà, và Hạnh Tâm sẽ dõi theo hành trình của các bạn của mình, những thí sinh còn lại trong chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Kính thưa quý vị, nụ cười có, nước mắt có, và thời khắc chia tay đã có. Chúng ta sẽ còn chờ xem những người còn lại sẽ tỏa sáng như thế nào trong những số tiếp theo. Hãy chờ đón chương trình của chúng tôi Bước Nhảy Ngàn Cân, phát sóng vào lúc 21:15 tối chủ nhật hàng tuần trên VTV3. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.